Bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với thời lượng dành cho chuyên mục Ăn gì sáng nay. Với Ăn gì sáng nay, hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một món ăn nổi tiếng của người Hoa đến từ Triều Châu. Món ăn đó là gì thì xin mời quý vị sẽ cùng đồng hành với biên tập viên Hồng Ân để cùng trải nghiệm ạ. Thưa quý vị, hủ tiếu nai là một món ăn cũng không còn xa lạ với nhiều người. Mặc dù món ăn này không được phổ biến như là hủ tiếu Nam Vang, nhưng mà thật sự thì món ăn này đã để lại sự thương nhớ cho rất nhiều người đã từng được nếm thử hương vị độc đáo và thơm ngon này. Và đó cũng chính là món ăn mà ngày hôm nay Hồng Ân muốn giới thiệu đến quý vị khán giả của chương trình Việt Nam Ngày Mới. Ngay bây giờ, hãy cùng Hồng Ân tìm hiểu món ăn đặc biệt và độc đáo này. Cây the của sa tế kết hợp với cái hương vị thơm lừng của nai tươi khi mà mình xào lên thì tạo lên một cái hương vị đặc trưng. Mà nếu mà mình nói để hai cái món nai và sa tế xào lên thì cái hương vị nó sẽ không quyết định được cái tên của hủ tiếu nai sa tế, mà nó phải là có cái phần nước sốt là mình làm từ cái sốt bơ đậu phộng và mè rang và kết hợp với một số gia vị. Thịt nai nguyên bản của nó thì nó là loại mềm, và mình chọn là mình phải chọn nai chất lượng và nai tươi thơm. Và khi mình về đầu vào thì bếp cũng phải có những cái công đoạn sơ chế cơ bản để cho cái thịt nai nó thơm, nó hòa quyện vào cái sa tế. Thì đòi hỏi cái sa tế khi bếp sản xuất của tại khách sạn này á, thì bếp cũng phải có những cái gia vị đặc trưng. Thì cái món hủ tiếu nai sa tế này là cái món mà mình cũng mượn từ món ẩm thực của người Hoa, nên mình chọn cái sợi hủ tiếu to và cái độ mềm của sợi hủ tiếu khi mà nó kết hợp với cái nước dùng sánh sệt và mềm của nai xào sa tế thì nó sẽ tăng thêm phần hấp dẫn. Còn nếu mà mình dùng cái sợi hủ tiếu nhỏ thì nó sẽ làm thanh mảnh và nó sẽ không có một cái sự độc đáo, đặc trưng mà nó tạo lên cái điểm nhấn nổi bật trên cái tô và cái hình ảnh trang trí của mình, và cái cộng phở nó sẽ không được mềm, được thơm khi hòa quyện với nai sa tế. Khi mà từ cái muỗng đầu tiên mà Hồng Ân được nếm thử nước súp đậu phộng đặc biệt này á, thì cái vị béo của đậu phộng hòa quyện cùng với vị cay the nhẹ của sa tế làm cho cái hương vị này vô cùng hấp dẫn luôn ạ. Và bên cạnh đó thì Hồng Ân thấy là thịt nai được sơ chế rất là kỹ lưỡng, vừa vị ngon mềm của thịt mà vẫn cảm giác được gia vị được nêm nếm và tẩm ướp rất là kỹ lưỡng. Và nếu như một ngày nào đó quý vị có thời gian hoặc là cuối tuần rảnh rỗi, có thể đưa gia đình cũng như là bạn bè của mình đến nhà hàng khách sạn Majestic ở đường Đồng Khởi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để thưởng thức món hủ tiếu nai sa tế vô cùng ngon và độc đáo này. Hồng Ân xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác ạ.